cập nhật tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau. Biện lý cánh tả Jack Smith ngồi phịch xuống nhận hung tin từ Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Nữ luật sư xinh đẹp phản đòn sắc lẹm và trần lời đấu dối của Michael Cohen giúp Tổng thống Trump chiến thắng. Chính phủ Tổng thống Biden tạm dừng tài trợ cho tổ chức bất vụ lợi đã chuyển tiền cho phòng thí nghiệm Trung Quốc. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson một lần nữa bước vào cuộc tranh luận về việc cắt ngân sách văn phòng của biện lý đặc biệt Jack Smith khi đảng Cộng hòa cáo buộc có sự thù địch chính trị trong vụ truy tố cựu Tổng thống Donald Trump. Chủ tịch nói rằng các nhà lập pháp đang sôi nổi xem xét các cách để kiềm chế vị biện lý đặc biệt này, trong đó có cả việc sử dụng quyền lực ngân sách của Quốc hội. Một ngày sau khi ông Johnson cáo buộc ông Smith thiên vị trong vụ truy tố Tổng thống Trump, trong cuộc họp báo hàng tuần ở Tòa nhà Quốc hội hôm 15 tháng 5, một phóng viên yêu cầu ông trình bày chi tiết việc nỗ lực đó trên thực tế diễn ra như thế nào ông johnson trả lời có rất nhiều ý tưởng khác nhau mọi người lo lắng rằng trong những năm gần đây chức vụ biện lý đặc biệt với tư cách đó đã bị lạm dụng quốc hội kiềm chế việc đó như thế nào quốc hội sửa chữa sai sót đó như thế nào và bảo đảm rằng một biện lý đặc biệt không lạm dụng quyền hạn của họ quý vị biết đấy tất nhiên chúng tôi có quyền giám sát nhưng chúng tôi cũng có quyền lực ngân sách và vì vậy hiện có rất nhiều ý kiến khác nhau đang được thảo luận về việc điều đó sẽ diễn ra như thế nào. Hiến pháp Hoa Kỳ trao cho Quốc hội quyền cao nhất để gây quỹ và chi tiêu tiền, được gọi là quyền lực ngân sách. Những người theo khuynh hướng bảo tồn truyền thống từ lâu lập luận rằng hàng tỷ đô la của người đóng thuế đã được chuyển sang tài trợ cho các nghị trình thiên tả và một cách để đẩy lùi các chính sách cấp tiến đó là các tài trợ. Mới đây hơn, các thành viên đảng Cộng hòa trong Ủy ban Giám sát Hạ viện đã kêu gọi các ngân sách những cơ quan liên bang từ chối hợp tác với các cuộc điều tra của Quốc hội. Và bây giờ, ông Johnson cho biết, đảng Cộng hòa đang sôi nổi xem xét liệu một số hình thức các ngân sách văn phòng của ông Smith có khả thi hay không. Tại cuộc họp báo hôm 15 tháng 5, ông Johnson cho rằng các vụ kiện của ông Smith đối với cựu tổng thống là một ví dụ về việc vũ khí hóa bộ tư pháp dưới thời tổng thống Joe Biden nhắm vào các đối thủ chính trị vốn là một cáo buộc mà Tổng thống và các thành viên trong chính phủ của ông rất tích cực phủ nhận. Ý tưởng các ngân sách văn phòng của ông Smith đã xuất hiện trước đó giữa lúc có những cáo buộc thiên vị chính trị. Trong đó, ông Johnson xác nhận hôm 7 tháng 5 rằng các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ Viện đang xem xét việc này rất kỹ lưỡng. Quý vị có các ngân sách của toàn bộ văn phòng biện lý đặc biệt không? Điều mà hầu hết mọi người không nhận ra là số tiền đó không được tài trợ trong quy trình phân bổ ngân sách thường lệ đó là một tài khoản riêng biệt khác hẳn và thực tế là được tài trợ tự động tự động diễn ra và do đó không phải là một phần của quy trình phân bổ ngân sách thường lệ vì vậy việc này phải được giải quyết riêng rẽ phải được giải quyết rất cẩn thận và rất có phương pháp mặc dù chủ tịch hạ viện không nói rõ những cách khả thi nào ngoài quy trình phân bổ ngân sách thường lệ có thể được sử dụng để cắt ngân sách hoặc nói cách khác là kiềm chế ông smith trong vụ truy tố tổng thống trump nhưng ông cho biết vấn đề này là chủ đề đang được thảo luận. Thưa quý vị, phiên tòa vi hiến của chính quyền Biden cùng đảng Dân Chủ tạo ra nhằm mục đích ngăn cản Tổng thống Trump tranh cử chức Tổng thống đang có nhiều tình tiết nóng hơn bao giờ hết. Hiện việc kiểm tra chéo Michael Cohen của các luật sư bào chữa đang diễn ra. Alain Haber, luật sư bào chữa tài giỏi của Tổng thống Trump, hiện đang khám phá ra các bản ghi âm bí mật đang được chứa trong điện thoại của Cohen. Cohen được cho là có khoảng 100 bản ghi âm bí mật trong điện thoại của ông ấy. Khoảng 40 trong số đó là bản ghi lại cuộc trò chuyện với các tay nhà báo. Một đoạn ghi âm nổi bật của ông ta chính là đoạn ghi âm của cuộc trò chuyện với cựu Tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng về mặt pháp lý, Cohen có khả năng vi phạm pháp luật. Bởi vì nếu đoạn ghi âm của ông ta với cựu Tổng thống được thực hiện tại California, nơi phải cần sự đồng ý từ cả hai đảng, thì đó là một hành vi phạm pháp. Còn nếu được thực hiện ở New York, bang chỉ cần sự đồng ý của một bên, thì đoạn ghi âm đó có thể được xem là hợp pháp. Cohen nói rằng ông ta hiểu việc luật sư ghi âm lại cuộc trò chuyện với thân chủ là vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Nhưng ông ta trích dẫn ra một quy tắc miễn trừ gian lận tội phạm. Alain Harper sau đó đã đặt ra nghi vấn rằng Cohen ghi âm lại cuộc hội thoại với Trump để cho Packer nghe. Cohen sau đó trả lời, đúng vậy. Vì vậy, quy tắc miễn trừ cho Cohen trích dẫn hoàn toàn không có hiệu lực. Mercedes Cohen, luật sư tại phiên tòa đã phát biểu, mọi thứ cần làm là cung cấp cho bồi thẩm đoàn một góc nhìn chắc chắn rằng michael cohen là một kẻ không đáng tin cậy hãy nghĩ về hai luật sư có trong bồi thẩm đoàn đó họ biết việc ghi âm lại cuộc nói chuyện với khách hàng hay thân chủ của mình là một hành động không phù hợp bởi vì chúng tôi với tư cách là luật sư có nghĩa vụ không ghi âm lại khách hàng của mình nếu chúng tôi tin khách hàng của mình sắp thực hiện hành vi phạm tội thì chúng tôi có thể gạt bỏ đặc quyền khách hàng luật sư qua một bên và báo cáo cho chính quyền có nguyên một bộ luật nói về vấn đề đó. Trong phần hỏi đáp giữa nữ luật sư của Tổng thống Trump Alina Harper và Cohen, dường như không có sự nhất quán nào trong câu trả lời của Cohen. Ông ta đang để lộ ra việc mình đang tấn công uy tín của chính khách hàng của mình, và việc đó nên cần làm rõ trước bồi thẩm đoàn. Alina Harper đã đưa ra nhiều dẫn chứng cho bồi thẩm đoàn thấy được Cohen là một kẻ nói dối. Ông ta đã nói dối trước khi bước lên một nhân chứng, và cũng có rất nhiều người cho rằng Cohen không trung thực khi ông ta nói ông ta ghi âm cuộc nói chuyện với Trump để cho David Becker nghe. Tại sao ông ta lại phải làm vậy? Một số giả thuyết đặt ra là cuộc ghi âm đó dùng cho mục đích riêng của Cohen. Và còn có một ý tưởng khác, rằng cuộc gọi điện thoại với giám đốc an ninh Kay Schiller mà Cohen giải bày rằng ông ta nói về chuyện của Chanel, nhưng Blanche lại nghe một lời khai hoàn toàn khác từ Cohen. Ông ta nói đó chỉ là một cuộc gọi chơi khăm của một đứa trẻ 14 tuổi. Nếu chuyện này được đem ra bàn luận trước phiên tòa thì bộ thẩm đoàn có chứng cứ để tin rằng Cohen đã nói dối về mọi thứ và toàn bộ lời khai của ông ta đều trở nên vô dụng. Thưa quý vị, các quan chức Hoa Kỳ đã cắt tài trợ cho tổ chức bất phụ lợi EcoHealth Alliance (EHA), chính là tổ chức đã chuyển tiền của chính phủ đến một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc, thành phố nơi xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Một bức thư hôm 15 tháng 5 từ bà Henrietta Brisbane Phó trợ lý Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Cơ quan Chủ quản của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ hay NIH, gửi đến Chủ tịch EcoHealth Peter Daszak cho biết, EcoHealth Alliance EHA đã không giám sát đầy đủ việc tuân thủ của phòng thí nghiệm Vũ Hán đối với các điều khoản và điều kiện tài trợ từ NIH. Các quan chức cũng phát hiện ra rằng khoản trợ cấp phụ cho Vũ Hán thiếu các yêu cầu để bắt buộc việc trợ cấp này phải tuân thủ luật pháp và quy định của liên bang. Bà Brisbane viết, Trước các vấn đề liên quan đến việc quản lý các khoản trợ cấp và trợ cấp phụ của EHA, tôi đã xác định rằng cần phải đình chỉ EHA ngay lập tức để bảo vệ lợi ích công cộng. EcoHealth, có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã chuyển hơn 1 triệu USD cho Phòng Thí nghiệm Vũ Hán, Viện Virus Học Vũ Hán, WIV trong nhiều năm để nghiên cứu về virus corona ở dơi. Theo một báo cáo thường niên năm 2019, các thí nghiệm đã tạo ra một phiên bản virus dơi độc hại hơn ở chuột, theo một báo cáo thường niên năm 2019, nhưng mãi đến năm 2021 mới được EcoHealth thông báo cho chính phủ Hoa Kỳ. Các quan chức Hoa Kỳ sau đó đã yêu cầu cung cấp sổ ghi chép trong phòng thí nghiệm và các hồ sơ khác liên quan đến cuộc thử nghiệm. Các quan chức của EcoHealth cho biết họ không có hồ sơ, nhưng đã chuyển yêu cầu này đến phòng thí nghiệm Vũ Hán. Theo các quan chức Hoa Kỳ và EcoHealth, các lãnh đạo ở phòng thí nghiệm Vũ Hán chưa bao giờ cung cấp các hồ sơ này. EcoHealth hiện có ba khoản tài trợ do NIH cấp, bao gồm một khoản tài trợ để thử nghiệm trên dơi có kháng thể chống lại virus Nipah có thể bị tái nhiễm trong các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh HHS đang đình chỉ mọi khoản tài trợ cho EcoHealth và đề nghị không cho tổ chức bất vụ lợi này nhận tài trợ, tức là cấm nhận tài trợ trong nhiều năm hoặc vài thập niên. Bà Brisbane nói, nếu rốt cuộc được thông qua, thì thời gian cấm nhận tài trợ sẽ dựa trên mức độ nghiêm trọng của nguyên nhân dẫn đến lệnh cấm. ECOHealth có 30 ngày để tranh luận về những quyết định của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.